Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Thì hôm nay tôi lại mới về thêm cho các bạn một cái mẫu xe Toyota Fortuner, máy xăng một cầu số tự động, sản xuất năm 2015 các bạn nhé, 2015. Hiện tại thì showroom còn rất nhiều những cái mẫu xe đã qua sử dụng, đang có mặt tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị em thân mến, đi đây là những cái mẫu xe đã qua sử dụng, đặc biệt là những cái dòng xe Toyota Fortuner. Thì chúng tôi là trung tâm Toyota Fortuner đã qua sử dụng. Trước mắt các bạn là cái mẫu xe Toyota Fortuner đã qua sử dụng, sản xuất năm 2012, một chủ từ đầu các bạn nhé. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì các bạn sẽ phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố. Xe bị tai nạn hay không, có bị ngập nước hay chưa, có bị tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo cho quý anh chị em và các bạn hay không. Thì điều đấy là điều vô cùng quan trọng các bạn nhé. Đấy, ví dụ như những đường treo chỉ này, chúng tôi sẽ phải quay kỹ hơn cho quý anh chị em và các bạn, đúng không ạ? Khi mà xe về đến showroom rồi, chúng tôi đã sàng lọc và có những cái cam kết bằng văn bản cho quý anh chị em và các bạn, bao gồm xe không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị tháo cỏ máy và giấy tờ an ninh an toàn là phải đảm bảo cho quý anh chị em qua. Rất mới. Đây là mẫu xe Santa Fe máy dầu bản full các bạn nhé. Đây, chúng ta vào nội thất của cái xe này để xem các bạn nhé. Keo chỉ. Anh chị em nào quan tâm đến vấn đề giá xe thì có thể tua nhanh đến đoạn cuối của video clip nhé. Về chất liệu ghế da này, nguyên bản ra xe như mới các bạn nhé. Chất liệu ghế da, đây anh chị em nhìn này, chất liệu ghế da nguyên bản ra xe như mới luôn các bạn nhé. Vừa rồi cái máy bơm của chúng tôi nó bật nên là hơi ồn tí. Xe đang trang bị đầu DVD này, camera lùi này, điều hòa tự động rồi các bạn nhé. Điều hòa tự động rồi. Động cơ chúng tôi cam kết với các bạn là không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị tháo cổ máy, bằng văn bản cho quý anh chị các bạn yên tâm. Bao đi kiểm tra tiết hãng đầy đủ hết các bạn nhé. Anh chị em thân mến, thì cái xe này thì chúng tôi đang chào bán với mức giá 555 triệu. Giá thì có thể thương lượng được. Và nếu anh chị em nào quan tâm thì gọi điện số điện thoại 0939063333. Chúc các anh chị em các bạn được nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.